Đức Bà đó. Rồi xong rồi cái là ông Đức Phật thầy đó, lúc đó còn trẻ nó qua luôn núi Tà Lơn nó tu. Khi mà tu mà Phật Bà Quan Âm mà quá gần một cái Nico đó ha. Quá một cái Nico mà để mà xuống thử, nói giờ chùa tôi giờ không có ai vắng bóng, vắng vẻ thì thôi chàng bây giờ sống với chúng tôi để lo tu hành. Thì lúc này á, lúc Phật thầy nói thôi, thôi đi, tôi sống ở đây là mình ơn tôi được rồi, cô đừng chọc ghẹo tôi đó. Rồi cuối cùng đó là nói này nói nọ vòng vòng rồi cái Đức Phật thầy nói là tôi ở đây tôi tu hành tôi chịu khổ cực quen rồi, nhưng mà tôi có cái tâm nguyện là cũng như muốn độ chúng sanh, cho nên là tôi không muốn là đi đâu mà sung sướng cái cảnh sung sướng, ở đây muốn tu hành cho thành công đắc quả. Thì cuối cùng là cái người nữ này thấy là mà quyến rũ không xong rồi đó, nó quá ra Phật Bà Quan Âm cái đầu truyền phép cho, lúc đó là truyền phép cho mà Đức Phật thầy. Khi Đức thầy có là ngài á, lúc đó ngài có 41 tuổi à, ngài cái đầu cái lúc ngài về đó là đến Lâm Kiến nè. Lúc đó thời kỳ đó là lại mấy chỗ mà định đó, lúc đó thời kỳ chết dịch, lúc đó thầy đó là kéo cái xuồng bằng lên trên cái đình, rồi ông mà tự trong đình đó, cái xuồng bằng của ông gục lủng hư lum chân mà ông kéo lên đây chi, ông quý ông đó người đâu của đó. Mà lúc đó thầy bà kỳ thuốc thầy đó là ông đi chèo xuồng bằng đi, rồi cái tới chừng cuối cùng đó là biết sao không, ông nói bây giờ ông muốn đuổi tôi đi ha, mà nó vòng vo lắm nhưng mà tới tắt gọn gọn thôi, muốn đuổi tôi đi là kêu gần ở đây có người quen đó, lại chứng minh đàng hoàng đó đầu này kia tôi mới đi. Mà trước khi đó đó ha, cái tắt nha, có một cái ở dưới sông nó có một cái con chó chết, cái ông kéo lên, cái ông tự ông la ông nói tào con chó chết ông kéo lên đây chi, ông nói nó chưa có số đâu để tôi cứu nó. Thì ông bứt cỏ ông nhai ông phun ra hồn chó sao nó biến hình lại thành sống lại. Lúc đó ha là có chết dịch nó chết, người ta bệnh chết quá xa nhiều đó. Lúc đó biết sao không? Lúc đó cuối cùng đó ha, cuối cùng cái đầu ông cứu hết rồi, cuối cùng cái đầu kêu cái người quen lại đó là nhìn dòng họ của Đức Phật thầy đó là biết ổng lúc đó cái đầu phía sau. Lúc đó rồi ổng mới chuyển dài dài ra xá xạy này kia đó, là dài ra cái đầu ngoài đi đó. Lúc đó dịch nó hoành hành dữ dội lắm, mà ở bên Tà Lơn đó quý vị suy nghĩ đó ra là lúc đó là Đức thầy đó, là khi ngài ra đời á 1949 rồi đó, tới 1956 ngài ra đời được 7 năm. Thì không bao lâu đó thì ở Tà Lơn nó có ông Cửa Đa là thời kỳ đó, của Đức Cố Quảng, thời kỳ của mà Quan Thượng Đẳng Đại Thành. Thời kỳ đó là khi ông Cửa Đa đó, ông khi thi mà đậu trạng rồi đó mà ông làm quan, cái ông có cái duyên đó, có duyên là để tu hành thôi, nhưng mà ông qua bên núi Tà Lơn ông tu á. Mà quý vị có đi lại cái cạnh bên Trung Tò đó là cái ngay chăng cái suối nước, cái suối đó cũng lớn lắm, đó là kêu bằng cái điện Bù Hông. Điện Bù Hông khi ngài mà tu mà thành công rồi đó thì ở bên cái điện Bù Hông đó thì gặp cái ông gì biết không, cái ông Cổ Ba Gan á. Cái ông Cổ Ba Gan này là cái ông này á là ông lạ hơn người ta là cái gì nè, đầu tiên chứ ổng như mình vậy nè, mà khi ổng xuống lên núi Tà Lơn bắt cái con cá gì ổng ăn sao mà tự nhiên giò cắn tay chân nó dài ra, tay chân nó dài ra, giò cắn dài ra chiều cao tới 4-5 mét. Lúc này ổng suy nghĩ, ổng nói mình cái cửa buồng đây nè, mình đi ngang có 2 thước mấy, mình đi ngang mình còn không đụng, mà ổng tới 4-5 thước, mà ông đứng cái là tới cái cột cái 4-5 thước trên nóc nhà cho nó. Lúc này cái tự nhiên ông có suy nghĩ, ông nói ông bà cha mẹ mình đoàn tụ sum hiệp vui vẻ đoàn tụ, mà quay cái cha mẹ mình cũng qua đời, ông bà cũng qua đời chết trơn rồi, bây giờ còn mình nên mình thôi lên núi tu luôn. Cái nào tự nhiên ăn con cá rồi có tư tưởng lên núi tu. Mà khi lên tu gặp ông Cửa Đa, mà ông tu á là thời gian đó ông tu đạt đến là ông mà Cổ Ba Gan đó ha, ông tu á là ông là bá chủ ở bên Trung Tò. Quý vị mà có đi núi Tà Lơn tôi dẫn coi lại cái chỗ mà Trung Tò đó ha, người ta tu ở đó đó ha, đông lắm, chết chôn mã là giống như một cái trang như tì vậy đó, chết chôn mà cái mã là kêu vô danh đó nha, vô danh là không có tên tuổi, chết chôn không có để bia. Còn mình ở đây để ông ít mít ông ở ông xài này kia là có danh họ này họ kia, còn đó là vô danh.
Còn nghe kể lại mấy chú nói ông á thì chôn không chịu ở đông, ông thì chôn xa xa cái mã hỏi sao ạ? Cái ông này nó ở chung đồng đạo, có khi mình nói chuyện đạo nghe nó cũng vui. Còn ông kia nói tôi giờ tôi niệm Phật, lại gần nói chuyện hoài tôi niệm Phật không được, nó chết tôi chôn tôi xa đi, xa mình ơi tôi cu kỳ đó vậy đó, mà đi xa xa thấy có mã, xa có mã, ông kia nói ở tôi ở mình nên đó, đông quá thì tôi ngồi nói chuyện hoài tôi không có niệm Phật được, ở mình nên tôi niệm Phật cái dễ, rồi nữa có chết chôn tôi ở đây vậy, mà đi xa xa có cái mã, xa xa có cái mã. Nhưng mà coi lại á, tôi kiểm tra lại á, cái cảnh núi mà bên trung tòa đó ha, là không có cái mã nào của ông cổ Ba Gan chứ. Tại vì ông cổ Ba Gan á tới chiều cao tới 4-5 mét, cái mã của ổng phải từ bên đây mà đi qua bên đây nó còn xa hơn cái nhà chiều ngang gì nữa nè, mà tôi kiểm tra là không có mã của ổng. Ổng là dạng đắc rồi, đắc cũng như là đắc nhiều tiền, cũng như ông Cửa Đa là ông đi nguyên thăng luôn đó. Cho nên đó, lúc đó ông lên đó, ông gặp ông Cửa Đa đó ha, thì với ông cổ Ba Gan hai ông đấu nhau, một là đấu văn tự, hai là đấu phép, ha, ba là đấu võ, mà ai thắng á làm sư phụ, ai thua làm đệ tử. Lúc đó hai ông đấu nhau cuối cùng đó thì ông Cửa Đa ông thắng, ông thu phục đó là ông cổ Ba Gan, thì ông cổ Ba Gan làm đệ tử ông Cửa Đa. Thì lúc này ông Cửa Đa đó thì ông ngao du ông qua Lan Thiên nè, rồi qua bên cái bằng suối vàng đó ha, suối vàng là bắt nguồn từ cái suối vàng là cái nguồn là suối lớn đó, suối lớn ai có đi núi Tà Lơn là cái suối lớn, là bắt nguồn đi suối lớn, mà từ suối vàng á là đi qua suối lớn, mà từ suối lớn đó là cái gúng của cái suối lớn đó bày ngang đó là 3 cây số đó, theo cái đo độ của mà máy mà đo đó ha, nó bắn lên nó đo độ đó là chiều ngang cái ngay chân chỗ cái gúng cái suối lớn đó ha là 3 cây số, là con sông của nó tàu ghe mà chạy múc hoài hoài luôn, mà biết bao nhiêu kinh mà gạch rồi nó đổ xuống cái chân cái gúng đó. Cho nên ở núi Tà Lơn đó là ông Cửa Đa đó, ông đi mà giếng chơi cảnh này cảnh kia đó, mà ông gặp cái con mà con gì biết không, mình người đầu thú, mình đó bằng người mà đầu thú đó, là thú chớp mau đó, chiều cao đó, tới 4-5 mét, mà cái con này nó phép vô lắm, nó là cỡ gì ha, là nó khè lửa đặng nó đốt ông Cử. Thì lúc này ông Cử á thì ông tu đạt đến là lục thâm rồi, cho nên cái đoạn văn mà cái quyển mà trong cái khi Đức Thầy nói cái bài Sứ Mạng đó, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ cho kẻ xa gần đều gõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Phật là Đức Phật Thầy đó, điên là Cửa Đa đó, thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Thì nội trong là sáu khắc là Đức Phật Thầy truyền tâm ấn cho ông Cửa Đa đó, ông đạt đến lục thông, ông biết liền thiên cơ đó. Thì lúc này đó, ông Cửa Đa đó biết sao không? Ông Cửa Đa ông quánh với ông đầu ngừ đó, mình người đầu thú ha, ông khè lửa, ông làm phép cho dữ dội đặng ông đốt ông Cửa Đa. Thì cuối cùng đó là ông Cửa Đa ông khâu phục, ông có phép rồi. Thì ở lúc đó ông khâu phục cái ông mà mình người đầu thú ra, lúc đó ông thua, ông thua rồi biết sao, lúc đó ông thua rồi cái đầu ông chạy rút phép chân, ông thâu phục hết phép rồi đâu khè lửa được, giống như mà Hồng Hồi Nhi mà bị Phật Bà mà thâu phép chân rồi đâu hết khè lửa rồi. Cái cuối cùng là ông thâu phép cái đầu cái con mình người đầu thú là nó hết phép và đầu nó thua, đầu nó đánh nó quảng hồn, nó chạy vô gần núi Tà Lơn quý vị. Từ cái núi Tà Lơn đó ha, từ ở Campuchia nó dài ra giáp ganh muốn gần tới Thái, quý vị nghĩ mà đi núi Tà Lơn thấy là đồi núi trùng điệp không có nói bao nhiêu đồi nữa, ai mà đi lên núi mà Tà Lơn mà ha mà đi lạc ha, thì có con bạn ông cũng chết rồi mới đi thăm ổng. Ở ông nằm ở kêu bằng điện Quỳnh Long á, từ ở mà tứ vô điện á mà đi vô đó là cũng phải gần cả ngày trời đó, mà ông chết rồi mới thăm ổng, ông gà đi mấy bữa về nè. Lúc đó ông qua tôi, ông còn để cái quần xà lỏn cho ông, người ta cho ông hai cái quần mà lỡ đen gì nè, ông để bên chạy tôi cái, còn cái ông mặc theo, mà hôm gà ông chết thăm ổng chết hôm nay cũng 3-4 năm rồi. Thì khi mà ông Cửa Đa mà ông quánh với con mình đầu thú ha,
nó thua nó chạy vô rừng đó ha. Thì lúc này ông thâu khép xong rồi đó, thì lúc nó núp vào trong rừng mà nghĩ, quý vị nghĩ coi, thầy nó hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đang, ai mạng ở ngang ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn á. Cho nên nó bây giờ quý vị mình lại chỗ lan thiên ha, đá mà cục cục gì nè mà nó lên, nó cũng giống như là ly mà bình tích gì, nó sệt chân nhưng mà trùng trùng đẹp đẹp đó. Bây giờ nó bằng đá, nó nằm đó im trời vậy đó. Mà khi mà tiếng sấm nổ ra đó, ba tiếng sấm nổ mà nó lộ ra rồi đó ha, là Đào Lư công chúa nước Nhật, nước Tàu, nước Anh rồi đó ha. Lúc đó nó xuất hiện vào cái ha, đá thì nó quá ra là gì biết không, quá là thú. Cũng như bây giờ con chim két, anh nuôi két nó bằng đá nữa. Khi mà sấm nổ rồi đó thì con thành con chim két, két thiệt đó. Lúc đó là hổ lang ác thú muôn bày. Bây giờ thấy đâu có bày ra đâu, bây giờ đi núi Tà Lơn thấy là đá không à, quên lên bà đội ôm đó. Cả chuyện Hà Kỳ Đức Phật Thầy nó con thú nào mà có tu đó thì qua núi cấm, con thú nào mà không tu đó ha là ở núi Bà Đạo Ôm. Mà ai núi cấm đó là nhiều người, nhiều người gặp cọp, nhiều người gặp gánh. Mới có mấy năm nay đây có ai đâu, chính là Đại Nhường đó, là ở gần sông Mâm đó ha. Là ai mà đi ra bây giờ ai muốn muốn coi hang gánh đó ha, là lại cái chân chỗ mà chùa Phật nhỏ mà lại cái biết nào, chùa Phật nhỏ mà lại ra cái kêu bằng dồ chư thần, mà dồ chư thần rồi mà đi ra cái chỗ là kêu bằng đồi khỉ đó đó, ra đó là có một mấy cái hang gắn là hang bự gì nè, là Đại Nhường đó ha, là đi với dẫn 4-5 người đi xuống dưới đó ha, là gặp con gắn ha, nhưng bằng bành kilo ba lớn vậy nè, là nó lú đầu ra. Nhiều người gặp ở trong hang nó lăn lừ á. Bây giờ ai mà không tin đó ha, là ra cái chùa ngay chỗ mà là chùa Phật nhỏ, ra dầu chư thần, dầu chư thần rồi đi ra cái bằng dầu khỉ đó. Dầu khỉ đó là ai nói dầu khỉ đó là muốn coi gắn này ra đó coi. Đó ra đó chút xíu ra cái độ theo leo lắm, khó đi lắm. Nhưng mà cái dạng lấy thuốc nam rồi mới ra đó, cái dạng mà nó liều mạng không à. Cái dạng lấy thuốc nam là cái dạng không có chết. Lấy ba cái gì biết không? Lấy ba cái mà ngải tượng gì nè, mấy tay mà liều mạng không cho chết thì gắn kích không sợ, lù 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 ra ngoài. Tướng Ben đó, tướng Ben ở gần Nhường nè. Ở gà đó nè hả, ê bư bư ngã tượng nè, đá lăn xuống gãy mấy cái sườn đè gần chết rồi, lấy đá ta môi lên đó là lại sống lại đó, về nhà đó là cả gì ba sườn gãy mấy cái mà y cũng nhận gan. Rồi tới Nhường ra ngoài nó gặp ha, nó lú đầu ra một cái nghe hồn vía luôn, rút quần luôn ra đó lấy thuốc nam mà gặp gắn lú đầu qua bự gì nè, một cái hang bành kilo gì nè, cái đầu rút vô không dám lấy thuốc nam. Cho nên đó là ở núi á, ông cấm là những cái con vật nó có tu, còn mà không tu đó gặp mà kiểu lấy lúc nam mà lú đầu đó nó quất luôn. Tại thời kỳ của Đức Phật Thầy rồi nói là con nào có tu á thì về núi cấm, mà con không tu á núi Bà Đạo Ôm. Mà Bà Đạo Ôm bây giờ ai có gặp con rắn không, ai có gặp con cọp không, thì nghe cái tiếng hì hì vậy thôi có gặp đâu. Mà giờ đá không đó, mà tới chừng nào mà cái tiếng sấm nổ ra rồi đó, lúc đó đó thì âm dương điều hòa, nhân với vật quần lai bổn tánh, đó biết ai là Phật Thánh, ai tiên phàm ha. Lúc đó là thấy cái tâm của con người mà khi mà tâm thiện đó, thì khi mà tiếng sấm nổ ra đó, nó có thần thông, nó có phép thì ra cứu đời. Mà khi mà cái tâm ác đó, thì khi mà tới đời đó, để ra đó là lầu đài á, lộ ra là bảy báo đó, vàng bạc á, lộ ra nó chiếu sáng tới là mười hương á, các nước giờ thấy cái cột cờ nó chiều cao đó ngút cho tới trời vậy đó, rồi nó chiếu cái ánh sáng là cái bộ lư đó, cái ngọc cái trên cột cờ đó. Là lúc đó là biết sao, lúc đó cái người nào mà có tu đó ha mới sống nổi thôi, mà không có tu cũng khó sống. Hỏi cái gì vậy? Là hổ lang ác thú cho muôn bày đó, là nó có phép nó biến quá ra dưng nước lửa cháy đó, sao sống nổi. Còn mình bây giờ đó, một cái trận đầu tiên là nó quánh bằng là hữu hình, rồi đến cái giai đoạn thứ hai đó là vô hình. Vô hình là quánh bằng phép không à, hữu hình không à, đánh bằng cái gì, bơm đạn chiến tranh không nổi, cái đợt đầu không nó quánh không à, bỏ mạng rồi sao sống nổi. Chứ bên điện tử nó dục mấy cái siêu lục địa nó dục mấy bên đó sao sống nổi. Rồi đến giai đoạn mà hết cái tiếng mà trời ơi sói biến bay ha, xe kia biến chạy,
tại ai sẽ ngừng hết giai đoạn mà bơm đạn đồ nó hết dùng được á. Cho nên Đức Thầy nói trong cái bài mà nói kỹ giỏi đó, nói với mấy kỹ sư đó, ngặt nổi than dầu e hết điện, trở lại về lúc cũ lụm cơ mo, lúc đó than dầu hết điện rồi, lúc đó bây giờ mới cài á, bây giờ mình cài nè, máy cắt nè, hồi xưa có trâu bò, bây giờ có trâu bò đâu nữa cài, bây giờ ngặt nổi than dầu e hết điện, trở về lúc cũ lụm cơ mo, lúc đó tiêu luôn. Cho nên là thú dữ á, là ở núi Cấm, ở thú dữ ở núi Bà Ôm, mà con không có tu thì ở núi Cấm, mở Tà Lơn đó ha. Mà quý vị đi đá nó trùng trùng điệp điệp á, bây giờ quý vị nghĩ biết bao nhiêu mà kêu là biết bao nhiêu cục, kêu bằng sệt hết trơn. Cái thầy nói bồng lai một cõi hữu danh chữ đời, mà bồng lai một cõi là nó trùng trùng điệp điệp á. Cho nên đó ông Cư Đa biết sao không, Cư Đa mà ông khu phục được cái con mà mình người đầu thú rồi đó ha, thì ông khu phục là ông cổ ba gan được đó ha. Thì lúc này á biết sao không? Ông xuống cái chân núi đó, chân núi đó là những cái người Khmer đó, là ông đi, người nào mà cứ đi qua bên núi Tà Lơn đó, gặp ông Cư Đa mà râu dài đó ha, mà tay ông cầm cái gậy mà kim cang đó ha, với tay mà cầm cái ấm đó ha, thì lúc đó là ông xuống đó, người dân tộc Khmer đó biết sao không? Cái người nào bệnh đó thì ông cho gót nước cho uống, ai bệnh là gót nước cho uống. Thì cho nên cái người Khmer đó là chùa nào cũng kính ông Cư Đa chứ, đó là thờ ông Cư Đa chứ. Thì ông Cư Đa đó là ta kêu ông Cư Đa là ông Phật Việt Nam đó. Bây giờ quý vị nào mà có đi qua Campuchia đó ha, chùa nào cũng vẫn thờ ông Cư Đa chứ. Cho nên đó, lúc đó ông độ đông, độ với người Khmer đông lắm. Xong rồi đó thì ông Cư Đa đó, ông Cư Đa biết sao không? Lúc đó là ông sửa sạn rồi, ông độ xong trơn rồi, nhưng mà ông còn cái người đại tử cuối cùng đó là ông đăng tiên luôn, là ông ẩn mắt luôn đó nghe, là còn một cái người đại tử cuối cùng đó là ông Hai Lương. Hai Lương gần gũi ông Cư Đa, còn với ông Cổ Ba Gan cũng gần gũi ông mà Cư Đa, nhưng mà ông Hai Lương là gần gũi nhất. Thì lúc đó ông Cư Đa ông nói với đại tử, ông nói thầy trò mình ở núi mấy năm rồi, thì ông Cư Đa ông ở núi Tà Lơn được 6 năm. Thì ông tu luyện không bao lâu là ông đắc đạo rồi, ông ở đó núi Tà Lơn là được 6 năm, nhưng mà ông đi ba hướng đông tây nam ha, đông tây nam là ông đi có được có ba hướng. Còn cái hướng bắc thì ông không đi, là do nguyên nhân là cái hướng bắc là cái cảnh không có đẹp, cái cảnh nó gắt là không có điện, hoặc là không có cảnh đẹp. Cho nên cái hướng bắc tôi có đi, tại có đi với người dân tộc, đi cũng mấy ngày trời, đi trong rừng sâu, đi lại hướng bắc, mà hướng bắc thì đi chơi hướng chơi vậy thôi, nhưng đẹp. Nhưng mà tôi có mới đi á, hôm gài mấy ngày nè, cái hướng mà hướng bắc á, cảnh không đẹp, nhưng mà có một cái vườn thuốc lốt nha, cái vườn thuốc lốt chừng mấy chục công vậy đó, mấy chục công thuốc lốt, với có một cái cảnh nó đẹp lắm, cái kia bằng cái cục đá nó như là cái chăn tiên vậy đó, như là hai cái đô hài vậy đó, cái chăn tiên. Cho nên nó biết sao, cuối cùng á, ông Cư Đa có người đại tử là ông Hai Lương đó. Lúc đó ông nói đại tử nói thôi con ở lại nha, thầy đăng tiên. Thì lúc đó ông Hai Lương ông buồn ông khóc, ông nói thầy trò mình ở trên đây là 6 năm trời rồi, thầy ở 6 năm trời, giờ thầy ở với con được mấy năm, bây giờ thầy đi rồi bỏ con đây rồi, gặp cảnh gì khó khăn biết hỏi ai, mà núi á, bên cái cạnh trung tò đó là mấy người mà ta đi lên đó đó ha, dắt chiều đó ha, ta ngủ trung tò á, là ta dòm xuống cái đường suối là thấy cọp, thấy cọp lại uống nước đó. Quý vị nghĩ ở trung tò đó là nói về cọp là thôi, tôi hổm mới qua đó là không biết sao đó, con chó mà tao gà bẫy gì á, nó có dính bẫy không mà nó la một cái nha, quẳng dữ dội lắm, mình tính xuống đang gỡ nó ra, mà sao nó la hồi sau cự nhiên nó la hết nổi không, nó la hết nổi sao nó đuối rồi sao nó im ru. Mà ở cạnh đó là nhiều người gà bẫy lắm, bữa đó có thằng thợ gừng nó gài dính con heo gừng ha, chừng 60 kg á, mà mình lên nó vác đâu nổi, nó xẻ thịt ra hai thằng dắt lên đi nổi. Cuối cùng ha, là ở đúng là lên ai nói mà ai mà sợ chết ha, thì không bao giờ tu nổi đâu, nổi á làm ra niệm Phật cục đá thôi, là bây giờ là giống như là cái gì, như làm đem cục ngồi chánh ăn đó. Mà lên một là không sợ chết, hai là không sợ xuống ghét gừng, ba là ngủ giấc trưa là bị sốt ghét nữa. Cho nên là cái mùa gió bắc nó lạnh ha, giống như là gung vậy nè, chỉ có ngồi là kiết già mà nó đỡ lạnh thôi, với sáng đêm không ngủ, sức lạnh tháng 10 tháng 11 nó lạnh ha, giống như quý vị mà ra chầm người đó,
nó rung gì nè, chịu không nổi. Chỉ ngồi kiết già ngồi sáng đêm gì đó, kiết già nó có sức ấm, ngồi có thể sáng đêm mới chịu nổi, không lạnh thôi. Mà có thể mình ở đây ngồi niệm Phật sáng đêm ngồi không nổi, mà qua Tà Lơn ha, nó ngồi sáng đêm là chuyện bình thường. Tại cái sức nó lạnh, con người nó niệm Phật nó vào định nó dễ lắm. Cho nên là ông Cửa Đa nói với đại tử á, ông Hai Lương á, hồi đại thầy Đăng Tiên nghe con lại nha. Lúc đó ông khóc quyết liệt. Cái xin theo á, nó thôi con là người phàm. Mà trước khi đi thầy dặn con nha. Con đừng có tham sân si nha. Cái tánh con còn nóng giận lắm. Con tu hành mà còn nóng giận quá sao mà đắc đạo. Tu hành nóng giận quá sao mà tâm an lạc. Mà tu hành còn nóng giận quá sao mà trí huệ phát khai. Mà tu hành còn nóng giận quá sao thay đổi cái tánh phàm được. Ông thầy ông dặn nha, dặn xong rồi đi cái động năng nỉ quyết liệt. Cái ông thầy nó thôi thầy trò mình sống mấy năm rồi, thôi thầy hứa với con là 3 năm nữa thầy trở lại thầy rước con đi. Thì lúc đó ông Cửa Đa đó với ông mà Cổ Ba Gan đó là hai ông biến mất luôn. Tại vì lúc ông xuống ông độ những người dân tộc Khmer cho biết mặt. À, cho biết mặt cứu độ người dân tộc Khmer cũng rất đông, thì cho người dân tộc biết là ổng có đắc đạo vậy đó. Thì cuối cùng đó là ổng biến mất luôn đó. Lúc đó đó thì ông Hai Lương ổng còn đó, ổng cũng làm thầy cũng y gan là ông Cửa Đa vậy đó. Ổng hút thuốc cho người ta uống. Thì lúc đó là mấy người mà lại trị bệnh ổng đó ha, tới lui trị bệnh. Mà sao có cái ông này lạ nhất, cái ông này kêu mình mẩy ổng ghẻ lát không à. Mà lên ông trị bệnh hoài, mà bữa đó ông trị bệnh mà ông lên hỏi với ông Hai Lương á, nói ông thầy ơi bữa nay cho con ăn cơm với ông nha. Thì ông Hai Lương nói để bữa nay tôi nấu cơm tôi cúng thầy, mà tại vì đại tử có trung thành với thầy mà bữa nào cũng nấu cơm đem lên dâng cho thầy cúng ăn xong rồi mới dọn xuống ăn. Bữa đó ông bưng cúng cho thầy ông xong rồi nói ông đợi tôi nha, đợi tôi cúng cơm cho thầy tôi ăn xong rồi chút tôi dọn cho ông ăn. Mà cuối cùng đó là cái ông trịch lát ông leo bàn thờ ông ăn đó ha. Ông leo bàn thờ ông ăn mình nên đóng à, cũng như ông ngồi đây cơm đây ông ngồi ông ăn mình nên đóng à. Cuối cùng đó ha, là biết sao không, cái ông Hai Lương ông đi ra ông gặp cái ông Trịnh Lát, nói tôi ông, tôi nói ông là cái người bệnh, ông lên đây ông trị bệnh, tôi nói tôi dọn cơm cúng thầy tôi còn chút xíu nữa rồi tôi dọn xuống ông ăn, mà ông leo đây ông ăn ông là thầy tôi sao. Cái ông Trịnh Lát ông trả lời nè, ông nói tôi muốn ăn trên đây à, tôi không muốn ăn với ông, tôi ăn cái đây mà lên tôi vậy đó. Làm cho ông Hai Lương ông tức giận thêm biết sao không? Ông Hai Lương ông ra sao á, ông cút cái cây đặng ông quánh ông này. Ông nói cơm tôi cút cho thầy tôi ăn, ông là cái người bệnh mà ông nói đây chị bệnh mà ông lên bàn thờ ông ăn cơm của thầy tôi, ông thầy sao. Thì ông cầm cây ông nhá đặng ông gượt cái ông mà ông Trịnh Lát ông phóng xuống á, là cơm chén gì nó văng lung tung á, ông gượt mà vô trong. Quý vị nghĩ á, Tà Lơn á nó có suối là ngàn tới mấy chục mét, nước nó chảy ầm ầm vậy á. Ông gượt mà tới chừng mà gần tới cái mấy suối rồi. Ông nói mà Trịnh Lát á, ông nói mà Trịnh Lát ơi, cái ngày nay đó ha, cái ngày mùng 3 là cái như là 3 năm nữa là cái ngày đám giỗ của ông đó. Là cả gì ông dí tới cái đường cùng là tới mấy suối, là ở đây không có xuồng ghe trên cái Trịnh Lát. Cái cuối cùng biết sao, cuối cùng đó là ông bỏ mạng rồi. Đây là cùng đường đi rồi. Cái 3 năm nữa là cái năm nay là năm ngày mùng 3 là tháng 3 năm nữa là cái ngày cúng cơm. Mà ông cuối cùng ông đi tới cái mé suối đó. Cái ông Trịnh Lát tới mé suối đó là bề ngang mấy chục mét, nước chảy ầm ầm đó, ông phóng ngang. Biết sao không? Phóng ngang một cái đó ha. Cái ông Hai Lương ông tới đó rồi một cái đó, biết sao không? Ông gặp mà bên bển đó là bay bển rồi mà tới tội. Ông này sao ông tài dữ tận. Ông cũng như mình nữa, sao mà suối bề ngang mấy chục mét sao ông bay ngang được hay dữ tận. Lúc đó ông bay vào bển rồi đó, ông Trịnh Lát ha, bay vào bển rồi ông biến lại. Biến lại là ông Cửa Đa. Cửa Đa râu dài nè, là tóc bạc trơn á, là ông bới lên thì tóc bạc trơn á. Lúc đó ông nói đại tử à, sao mà đại tử gượt thầy quánh thầy. Rồi lúc đó ông Hai Lương đó ha, cái ông quỳ xuống cái suối bên đây ông lại. Ông nói thầy ơi, 3 năm nay thầy về thầy cho con hay. Thầy thử con cái này chết con rồi thầy ơi. Cho nên mình tu bây giờ gặp những gì nghịch cảnh nha, cái người ta thử mình đó, có khi mình nhịn không được ha, coi chừng cái Trịnh Lát đó nha, coi chừng Trịnh Lát đó nó thử mình đó. Tại mình tu mà, ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc quy nàng có thói chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng hoặc thánh. Thấy không, lúc trồng gãy gũi nhiều sao bỏ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, nấu lột gạnh mới biết vàng thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Cho nên đó, mình tu
gặp gì mà nghịch cảnh, cái gì khó khăn, cái gì chướng ngại, cái gì thử thách, thì lấy ra bổn nguyện ra để nhịn, lấy cái sự tu hành hứa với của quyền khắp tổ. Nay con nguyện cái hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo, hứa với Đức Phật, hứa với ông bà, tu hành đắc đạo cứu ông bà, tu hành đắc đạo cứu chúng sanh. Cho nên cái lấy bổn nguyện ra, dù khó khăn thế nào cố gắng thể nhẫn, khó khăn thế nào cố gắng thể nhịn, khó khăn thế nào mình cố gắng để vì bổn nguyện. Cái đó cuối cùng đấy ha, ông Cửa Đa ông nói với Hai Lương vậy nè, nói con ơi, con tu mà còn nóng giận như gì là sao mà tu hành mà an tâm được, mà con tu hành như gì đó mà còn nóng giận gì sao đắc đạo. Cho nên cái đoạn văn Đức Thầy nó chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ đứa chứ hờn, đứa giữ ích chi, phận tu hành tay gác bạc lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Ha. Cho nên mình tu đây đó, mà gặp những cái cay đắng mà nhịn không được là cũng khó tu lắm. Mà cay đắng mà nhịn được á mới an lạc được, mà an lạc được mới tiến đạo, mà tiến đạo được tâm mới an mới thanh tịnh, mà thanh tịnh chứ huệ phát khai, mà phát khai được thì tương lai tới lúc lâm chung á mình không còn là thương nhà tiếc cửa, tới lúc lâm chung á không còn liếng ái gì của cải, tới lúc lâm chung không còn liếng ái là phàm trần như chỉ có cuồng. À, phàm trần như chỉ có cuồng mà còn xe đấm theo tuồng lắng lơ, lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo vật chất hăng hờ đằng tiên. À, mình không còn kẹt về đàn ở ta bà này có khổ nữa, là mình dễ giữ định tâm, dễ giữ chánh niệm, dễ đi siêu thoát. Cho nên là tới đó cuối cùng đó, ông Cửa Đa ông nói với ông Hai Lương đó, con tu mà còn nóng giận như gì sao đắc đạo được. Lúc đó ông nó kết thúc ha, con tu mà nó giết thầy còn đánh thầy gì sao được. Cái lúc đó ông khóc con nảy quyết liệt à. Cái ông thầy nói thôi con giờ còn tu mà còn phàm quá rồi, sao mà thành Phật thành tiên được, thôi con ở lại tu nữa đi nghe, thôi thầy đi à. Lúc đó đó ông lại thầy ơi tha thứ với con ơi, mấy năm trời thầy đi bỏ con quá khổ à, thầy gì chứ này thử con còn khổ nữa. Lúc đó ông khóc ngày 10 nữa, giờ chết con rồi thầy ơi, thầy gì không cho con hay, cũng như mình tu đây mà người ta thử mình lẽ cho hay thì sao thử. Cũng như mình tu rồi, một gặp ta là mình không có cái xấu mà ta nói mình xấu, mình không có cái nghịch cảnh nhưng mà làm cho mình nghịch, mà cái thận dễ nghe, cái mà nghịch khó. Bây giờ quý vị vui đấy ha, thận đấy ha, quý vị có thể múc ra cho ta 1-2 triệu bạc là dễ ẹt rồi đó, cho ta vài trăm triệu cũng dễ ẹt rồi đó, mà cái nghịch nó khó mà nhịn lắm. Cũng như bây giờ mà đi ra mày chợ đó ha, chỗ đông người đó ha, mà lỡ móc vài trăm ngàn á mày ha, mày lấy tiền tao móc túi hả, tao quánh mày chết à, thấy không. Cho nên cái thận cảnh đó mình có thể mình vui vẻ mình cho vài triệu bạc cái dễ rồi đó, mà cái nghịch cảnh ha, 100 ngàn giờ cũng cho không nổi. Ở dưới tiền tao bỏ túi mày móc hả, mày không lo làm ăn, mày lo đi móc túi người ta khờ hoài, nó đào tường phát vách. Đó là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt ai. Đó, cho nên mày tối ngày không lo làm ăn, còn phải mạnh không lo làm ăn mà lo đi móc túi người ta, giật giật người ta. Đó, lấy tiền mình chịu không nổi, 200-300 ngàn chịu không nổi, nó dằn vặt người ta. Tao ơi, thấy không, còn thận á, cho 2-3 triệu, vui vẻ còn cười nữa. Móc túi có mấy trăm ngàn chịu không nổi. Tôi nói quý vị á, cái thận á, dễ tu lắm. Mà quý vị từ đi ngoài vô chạy đại hậu ha, thấy đường láng á, chạy tối đa không, hù hù 50-60 cây. Mà tới khúc trong này ô gà với cát không, chạy chậm chậm không à, khó đi lắm. Việc những việc càng khó cần phải tập luyện lâu ngày, không nên hấp tấp, cần phải trì trí, sắc đúng lâu mới hiềm, tật sơ lâu mới hết, giọng luyện lâu mới trơn, tu phải kiên quyết, mà mình kiên quyết được mới thành công. Cho nên cuối cùng đó, biết sao ông Cửa Đa đó, ông nói là tử nó thôi giờ thầy đi nha, còn ở lại tu tiếp nha. Lúc đó ông biến bay cái dèo mất tiêu. Còn ông Hai Lương đó, lúc đó rồi ông ở lại tu nữa. Còn mình hay kỳ thượng ơn, hương đăng có Phật ra đời có mình tu rồi, trung ơn Phật Thích Ca ra đời thì cũng có mình tu lình xình, sáng tu chừng nghỉ, tu hoặc là chưa đủ điểm, chưa có thành Phật, chưa có chứng quả tứ thánh. Tứ thánh là cái bậc La Hán đó, là mới ngọn lửa mới tắt, mới thoát ly sinh tử. Còn mình dù cho giỏi lắm mà quá tu là quần, tu là hàm, A-la-hàm mà bao quá đầu à. Cũng như nhẹ bớt cái danh lợi tình, bớt cái sự nhiễm, bớt sâm si, bớt cái phiền não,
bớt đi ác, bớt đi cái chánh, à, nó không còn có tà nữa thôi, nó còn nhẹ thôi, nhưng mà nó chưa đến cái giai đoạn là chứng cái quả bực la hán, sáu căn chưa thanh tịnh, cho nên luân hồi hoài nè, tu hoài nè, niệm Phật hoài nè. Cho nên là bây giờ người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh. À, cho nên mình giờ mới tu, cha mẹ sanh ra đâu có biết gì đâu. Rồi lớn lên cái tự nhiên đâu có ai kêu có vợ có chồng đâu, tự nhiên nó có tư tưởng sống mà. Giống như nhân viên nó mùi rồi tự nhiên nó có hột giống mà tự nhiên mưa xuống nó tự nhiên nó mọc mầm mà. Lớn lên tự nhiên đòi vợ đòi chồng. Rồi tự nhiên lớn lên cái ham thích cái này kia, người ghiền thuốc, người ghiền rượu, ghiền tứ đô tường. Mà bây giờ có gì đâu, mình tu là có gì đâu. Giống mới sanh cha mẹ sanh ra không ghiền nhiễm gì hết, không ham thích gì hết. Rồi cái mình tập bạn bè mình ghiền nhiễm này ghiền nhiễm kia, bây giờ tu giờ sao? Giờ xét lại lúc cha mẹ sanh ra không có ghiền không nhiễm gì hết, bây giờ từ từ mình bỏ đi. Bỏ gì? Giống như là người mới sanh tánh thiện cho dành, cái tánh thiện là cái tánh tốt đó. Mình coi cái gì mình ghiền, cái gì mình nhiễm, cái gì làm cho mình không đúng với đạo đức, cái gì làm cho mình luân hồi, cái gì làm trí huệ không phát khai, cái gì làm cho mình tâm không định, cái gì làm cho mình cái ác đó. Bây giờ tự nhiên bây giờ mình coi lại á, có gì từ từ xóa bỏ hết. Mình muốn xóa bỏ đó cần nương theo lời Đức Phật chỉ dạy ha. Thì những lời Đức Phật chỉ dạy không khác gì hơn, cái người mà muốn nghe lời Đức Phật chỉ dạy đó, muốn trở lại cái tâm mà như còn trẻ đó, thì cần phải có giới lực. Mà có giới lực được thì từ từ giữ giới lực, biết là từ từ gụng gụng từ từ hết. Gụng là gì? Gụng cái những cái lòng tham muốn, cái dục vọng, rồi từng chừng nào mà thấy sống trong đi đứng nằm ngồi đều thấy mình biết hết, đều thấy giác ngộ hết, đều thấy mình làm chủ hết, được như vậy thì mình có thể đền ơn cha mẹ, được như vậy mình mới đền ơn Tam Bảo, được như vậy mình mới có thể giải thoát, được như vậy mình có thể đền cho là ăn đồng bào và nhân loại. Còn không được như vậy, sống cuộc đời mà tu hành mà khổ hoài thì sao an lạc. Mà tu hoài mà trí huệ không mở mang, mà tu hoài sanh phiền não hoài không thấy bớt, thì coi lại mình coi sao. Ta tu từ từ phiền não bớt, tham sân si bớt, trí huệ càng ngày càng bớt, tu càng ngày bớt cái khó. Còn hỏi ông tu càng ngày khó gần chết, gặp tới ai gần lại người ta có không dám lại gần, gần lại người ta nói chuyện hơn thua, gần người ta nó móc méo rồi ai dám. Tu càng ngày phải dễ dãi, mình phải không hơn thua, mình phải nhẫn nhịn được cái gì mới an lạc được. Rồi vừa qua tôi có đôi lời để chia sẻ toàn thể cho quý vị. Thường thường ta nói lời thật thì nó mít lòng, có gì đụng chạm thì quý vị cũng quan hỷ. Tại vì mực tàu nẻ thẳng thì đau, nhưng không như thế làm sao nên người, thấy không? Cho nên lời thật thì phải mất lòng. Thì có những điều gì đụng chạm quý vị suy nghĩ rằng giống như là đồ ăn dọn lên bàn, cái gì ăn được thì ăn, cái gì dùng được thì dùng, cái gì dùng không được thì thôi. À, tâm lúc nào cũng quan hỷ được, vậy thì mình bỏ cái nhân ngã. Bỏ nhân ngã được thì đôi coi ai nói gì hợp lý cái Đức Phật thì mình nghe, cái gì không hợp lý những cái đạo đức thì mình bỏ, thì cũng không sanh là phiền não. Chứ giờ ta nói không trúng thì mình sanh phiền não thì cũng bị người ta làm chủ rồi. Còn nói cái gì vui cái mình mừng thì có khác nào mình á là bị cái đờ mốt với cái lù tiếng. Ta khen thì mừng, ta chơi thì buồn, thì mình không làm chủ được. Còn muốn làm chủ được cái khen á thì mà xét là mình có mà làm chúng không. Mà làm chúng mà ta khen á mình mừng á thì làm cho bản ngã mình nó tăng và tâm mình nó động. Còn mà người ta khen mình, ta chơi mình đó, mình coi lại coi mình có chặt không, có chặt thì sửa. Còn không có chặt mà ta nói quấy mình á, ta nói cho mình á, ta nói đổ thừa cho mình lỗi này lỗi kia đó, thì mình nghĩ giờ mình buồn á thì làm cho động tâm. Bây giờ sống tự duyên, đối với cảnh thuận nghịch gì nhờ có đạo đức nhẫn nhịn, nhờ có lời Đức Thầy chỉ dạy, thì lúc đó mình giữ chánh niệm an lạc. Thuận nghịch gì đều biết phải làm chủ, giàu thiền giàu tịnh giàu muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy con nguyện. Cũng như bây giờ niệm Phật không phải là một ngày một bữa, mà mình an tâm
một ngày một bữa, mình giữ chánh niệm một ngày một bữa mà được đắc đạo. Cho nên niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thần thục còn sao động, khi đã gành quen hết cơ cuồng, đứt đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nói liền khúc cuối sẽ tròn vuông. Cho nên vào thiền, vào tịnh, vào muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Cho nên mình niệm Phật thì thiền tịnh gì cũng là cũng đọc câu chú thôi à. Niệm Phật bây giờ tự lực cũng là thiền, còn niệm Phật tha lực cũng là thiền. Cho nên là tịnh độ giác thiền chịu dục tâm. Vừa qua có đôi lời để chia sẻ toàn thể chứ quý vị. Thì đến đây nguyện cầu với Đức Phật mười phương từ bi hộ độ cho tất cả chúng sanh nghe được lời Đức Phật chỉ dạy, học những lời Đức Phật chỉ dạy, hiện tại có đạo đức, hiện tại trong gia đình được an lạc, hiện tại đối xử với cha mẹ có lễ độ, hiện tại đối xử với mọi người có tình thương rộng lớn, được như vậy điều thứ 8 tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về cõi Tây Phương ăn dưỡng, học đạo hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh, hoặc là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, và hưởng công niệm Phật gác thương lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua anh Sáu cũng có chia sẻ những cái điều mà anh Sáu đã đi trên tà lơn, và có những cái ý để khuyến khích cho chúng ta cố gắng làm sao vượt qua bao cái thử thách đắng cay khó khăn ở thế gian. Thành hậu xin chân thành cảm ơn anh Sáu và chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe và vạn sự an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.